Hello, chào các bác, cập nhật tình hình tại sân vận động Thanh Oai, Hà Nội các bác nhá. Đó, sân khấu của Đáp này. Đấy, Kalai và G-Sao, LX, Augustic. Đó, BSD bên kia các bác nhá. Đó. Phiêu các bác nhá, phiêu này. CAVS năm nay cũng trình diễn âm thanh sự kiện Live AJ. Đó, sút trông khá là đẹp nhưng mà chưa đến giờ biểu diễn anh em. Audio Center năm nay cũng chơi mạnh phết kìa.